Bệnh Parkinson là một bệnh lý thoái hóa thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng vận động và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Dưới đây là 5 dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết sớm bệnh Parkinson để có thể can thiệp đúng cách. 1. Rung Rung là một trong những triệu chứng phổ biến và dễ nhận biết nhất của bệnh Parkinson. Nó thường xảy ra khi người bệnh nghỉ ngơi, đặc biệt là ở tay, ngón tay hoặc cầm. Rung trong bệnh Parkinson thường có tính chất chậm và đều đặn, khác với những rung do lo âu hay mệt mỏi. 2. Cứng cơ, cơ bắp bị co cứng. Cứng cơ là một triệu chứng khác của bệnh Parkinson, làm cho các cơ bắp khó khăn trong việc co giãn. Người bệnh thường cảm thấy cứng khớp, khó di chuyển, đặc biệt là ở chân, tay hoặc cổ. Việc này không chỉ gây khó khăn trong các hoạt động hàng ngày, mà còn dẫn đến đau nhức. 3. Chuyển động chậm, Bradykinesia là thuật ngữ y học dùng để chỉ sự giảm tốc độ trong chuyển động. Người mắc bệnh Parkinson thường mất thời gian dài hơn để thực hiện các hoạt động bình thường như đi bộ, mặc quần áo hoặc ăn uống. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn làm tăng nguy cơ té ngã. 4. Mất cân bằng và khó giữ thăng bằng Mất khả năng giữ thăng bằng là một triệu chứng thường gặp ở giai đoạn sâu của bệnh Parkinson. Người bệnh có thể cảm thấy khó duy trì thăng bằng dễ té ngã khi đứng lên hoặc đi lại. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với người lớn tuổi vì nguy cơ gãy xương và chấn thương nghiêm trọng. 5. Thay đổi giọng nói và biểu cảm khuôn mặt Người bệnh Parkinson thường bị suy giảm khả năng điều khiển cơ mặt, dẫn đến việc khuôn mặt ít biểu cảm hơn, thậm chí có thể khiến họ trông như bị đóng băng, với biểu cảm không thay đổi. Ngoài ra, giọng nói của họ cũng có thể thay đổi, trở nên yếu ớt, khó nghe, hoặc nói chậm lại. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.